Và kính thưa quý vị, đây là thầy Thường Tâm. Thầy Thường Tâm để mà tổ chức, để mà làm mấy trăm phần mì chay này, thầy đã chuẩn bị từ 2 tuần nay, thưa quý vị. Thầy đã luộc mì từ rất nhiều ngày trước. Và bây giờ chúng ta cùng hỏi chuyện thầy nha, thưa quý vị. Dạ, con chào thầy ạ. Chào Kim. Dạ thưa thầy, thầy có thể cho biết là cái mì này là mình đã mua bao nhiêu thùng, và trong một thùng thì mình có bao nhiêu cái bịch mì, và thầy chuẩn bị như thế nào trước cái buổi ngày hôm nay thưa thầy? Mình chuẩn bị 2 thùng mì, mà mỗi thùng 8 bịch, ở trong đó nó có 8 bịch, tổng cộng là 16 bịch mì. Dạ, và thưa thầy, Kimberly Hồng Nhung được biết là thầy đã luộc mì từ nhiều ngày trước, và thầy có cái bí quyết làm sao mà luộc mì nhiều ngày trước mà ngày hôm nay mì nhìn vẫn rất là tươi và thơm thưa thầy? Luộc xong bỏ tủ lạnh. Luộc xong bỏ tủ lạnh và không sao hết thưa thầy? Dạ. Và luộc đừng có mềm quá. Dạ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay á, là chúng tôi không những cho những người vô gia cư ăn mì chay, mì xào chay rất là thơm ngon như thưa quý vị, mà trong cái hộp mì nữa thì Kimberly Hùng Nhung được biết là thầy còn làm thêm gà chay xá xíu rất là đặc biệt, phải không thưa thầy? Dạ, thầy có thể cho biết là cái gà chay xá xíu này là để chuẩn bị cái món này là thầy chuẩn bị từ lúc nào ạ? Thầy phải ướp từ ngày hôm kia. Dạ. Mình chiên gà xong rồi mình làm nước sốt á, xá xíu á, xong rồi tối khuya làm nước sốt. Wow, kính thưa quý vị là thầy Thường Tâm đã thức đến 12 giờ đêm ngày hôm qua để mà làm cái nước xá xíu gà, để mà sáng nay là chúng tôi để sáng nay là mình xào lại không thưa thầy? Mình sốt xong rồi sáng nay mình xào lại hay chiên mình lại? Mình rim lại. Dạ. Rim cái thịt chay á, gà chay á. Dạ. Làm nước sốt xá xíu hồi tối làm. Và thầy có thể cho mọi người biết sơ sơ là cái mì này thì thầy hình như còn xào thêm cái rau cải nữa phải không thưa thầy? Đúng rồi. Trong cái rau cải đó là mình có rau gì thưa thầy? Có bắp cải trắng, cà rốt, rồi nấm, rồi hành ngò, rồi broccoli. Dạ. Kính thưa quý vị, là quý vị thấy là nhìn thầy rất là chuyên nghiệp nè. Đó, thầy đang bỏ dầu và đang bả tỏi vào để mà xào. Và bây giờ kể Kimberly đứng xa xa thì quý vị thấy là để chuẩn bị cho 300-400 phần ăn ngày hôm nay là chúng tôi cần bao nhiêu thau mì. Hồi sáng giờ là hình như mình đã làm được rất là nhiều thau mì rồi phải không thưa thầy? 3 thau và 2 thau này nữa là 5 thau phải không thầy? Yeah. Kính thưa quý vị, sáng giờ là làm được 3 thau và bây giờ là thêm 2 thau nữa. Và quý vị biết là cái thau này nó rất là lớn thưa quý vị. Quý vị nhìn cái thau này to khổng lồ. Dạ, khổng lồ luôn. Cái này là size của nhà hàng thưa quý vị. Vì chúng thầy Thường Tâm rất là có lòng, thầy nói là thôi mình bỏ nhiều đầy đầy để cho người vô gia cư họ lâu lâu họ mới có được ăn một bữa như vậy, thì mình bỏ nhiều để cho họ ăn cho no. Vì có nhiều lần Kimberly Hồng Nhung đi ra ngoài phát quà hoặc là phát cơm cho những người vô gia cư thì là những người này ăn rồi họ còn xin thêm, thành ra là mình biết họ rất là bị đói bụng. Dạ đây thưa quý vị. Như vậy là rau cải là mình xào xong rồi và gà chay mình cũng rim xong rồi phải không thưa thầy? Đúng rồi. Dạ. Mình cứ để mì vô thì bỏ rau cải lên. Là quý vị ơi, bên này là hành lá. Và quý vị biết không, hành lá là mình mua bao nhiêu thùng thưa thầy? Một thùng hành lá phải không? Hai thùng hành lá và chắc một thùng ngò. Yeah. Kính thưa quý vị, để mà thực hiện mấy trăm phần chúng tôi đã mua hai thùng hành lá. Đây quý vị thấy nè, hành lá chúng tôi mua xong là phải rửa sạch, phơi cho nó ráo. Và đây là ngò chúng tôi mua một thùng ngò. Và đây bắp cải để mà làm cái món rau cải xào để bỏ chung với mì. Để khi mà những người vô gia cư họ ăn họ có đầy đủ dinh dưỡng, có rau cải, có mì rất là thơm ngon. Kimberly thay mặt cho những người kém may mắn và tất cả thiện nguyện viên xin cảm ơn thầy rất là nhiều, vì thầy đã đồng hành cùng nhóm Warm Heart Mission và nấu không biết bao nhiêu năm qua. Và mong thầy giữ gìn sức khỏe, tại vì không có thầy thì tụi con bơ vơ như là đàn con không có mẹ.
Là thầy ráng giữ gìn sức khỏe nha thầy. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Và bây giờ Kimberly Hồng Nhung xin mời quý vị bước vào tổ chức Warm Heart Mission nha. Trong này thì rất là nhộn nhịp. Bên tay trái Kimberly Hồng Nhung là nào là cà rốt sắc sẵn nè, hành tây sắc sẵn, bắp cải sắc sẵn, mì đã cho ra cái khay này để cho nó ráo, nó thoáng trước khi qua bên này. Ta-da! Hấp dẫn chưa quý vị? Và xin chào hai cô xinh đẹp. Rồi, bây giờ xin mỗi cô giới thiệu tên cho Kimberly Hồng Nhung. Thái Quay. Thái Quay ở Orange County. Thái Quay ở Orange County. Còn đây là chị Trinh. Chị Trinh, Orange County. Và chị Trinh hình như là đã làm với Warm Heart Mission trước đây rồi, phải không chị Trinh? Hay là chị Nguyên. Chị Nguyên, chị Nguyên làm nhiều lần. Và chị Trinh là ở thành phố nào vậy chị Trinh ha? Garden Grove. Và để mà đi cho cái ngày hôm nay thì sáng nay là chị phải thức mẹ mấy giờ nè? Tại mấy chị lái. Wow, từ 4 giờ sáng quý vị ơi. 4 giờ sáng và lái lên đây chắc sáng nay là không bị kẹt xe. Có kẹt xe không? Một tiếng đồng hồ. Wow, mấy chị rất là dễ thương. Và kính thưa quý vị, chị Trinh ngày hôm nay còn phải đồng hành với Kimberly Hồng Nhung đi đến để phát quà cho những người vô gia cư nữa. Kính thưa quý vị, rất là tội nghiệp nhưng mà chị nói không sao. Thấy ngày hôm nay Kimberly Hồng Nhung không có ai hết. Hôm nay có một anh ở trong nhóm của Warm Heart Mission, nhưng mà ba anh ngày hôm qua bị té, thành ra là vào bệnh viện. Thành ra sáng nay Kimberly Hồng Nhung rất là thiếu nhân sự thưa quý vị. Và có nhiều người hẹn Kimberly Hồng Nhung nhưng mà không đến giúp. Thành ra chúng tôi bây giờ đang hơi bị thiếu người và hơi bị trễ một chút xíu. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta trở lại nè. Kimberly Hồng Nhung phải cảm ơn chị Thái Nguyên rất nhiều. Và cảm ơn chị Trinh nãy giờ là rất nhiệt tình. Và bây giờ mấy chị bây giờ giới thiệu cho mọi người là mình đang làm gì. Sáng giờ là chị Thái Hoa làm gì nè. Giới thiệu cho mọi người nè. Sáng giờ là chị cắt cái gì? Cắt bắp cải phải không? Broccoli, cắt bắp cải, cắt ngọt, phụ. Cần đó phụ đó, dễ thương như vậy đó. Rồi rồi bây giờ chị Trinh có thể kể mọi người sáng giờ chị làm gì nè. Thái hành không mà tội nghiệp lắm chị. Mấy quý vị ơi, chị chảy nước mắt bù lu á. Kimberly phải cho chị bịt con mắt rồi đi ra ngoài trước là. Dạ, nhưng mà thôi mình vậy cũng vui chị ha, đó là một kỷ niệm. Và quý vị ơi, chị nói là bữa sau chị sẽ đem goggle theo. Ô, mình đây là mấy khay quá là hấp dẫn hơn quý vị. Đây nè quý vị thấy không, mì có gà chay xá xíu nè, có broccoli xào nè, có bắp cải xào với lại nấm với lại cà rốt, hành tây rất là thơm ngon thưa quý vị. Tại vì khi mình người ta nói là mình cho người vô gia cư ăn nhưng mà phải đầy đủ tất cả những cái thành phần nguyên liệu, đầy đủ rau cải để cho họ có họ ăn cảm thấy rất là ngon và họ cảm thấy là mình rất là trân trọng họ. Và kính thưa quý vị, đây là cái bàn mà chúng tôi để mì cho nó nguội một chút trước khi chúng tôi bỏ vào hộp. Vì quý vị biết nếu mà chúng ta đậy mì nó quá sớm thì mì nó sẽ bị thiêu, nó sẽ bị chua. Vì từ đây lái lên San Bernardino đến 2 tiếng đồng hồ thưa quý vị. Đây. Và thay mặt những người kém may mắn cảm ơn hai chị rất nhiều lắm lắm. Và mong rằng trong những tháng tới sẽ được sự cộng tác của hai chị. Và chị Trinh thì chắc chắn là lát nữa quý vị sẽ còn gặp chị Trinh từ đây đến tối. Dạ đây, cảm ơn chị Trinh sẽ lát nữa cùng đồng hành với Kimberly Hồng Nhung. Và đây, cảm ơn chị rất nhiều chị Thái Nguyên. Rồi bây giờ qua đây cũng là bàn mì thưa quý vị. Chúng tôi sắp mì ra để mà cho nó thoáng một chút trước khi bỏ vào nha. Và Kimberly Hồng Nhung có đi mua cà phê với bánh ngọt cho mọi người có sức. Người ta nói là có thực mới vực được đạo. Rồi bây giờ đằng sau này, chúng ta tiến lên đến đằng sau và đằng sau. Rồi chị giới thiệu tên và thành phố của chị. Ok, mình là Quyên Nguyễn, là mình ở Westminster. Westminster, Orange County. Yes. Và chị Quyên đã từng giúp Kimberly Hồng Nhung rất là nhiều lần. Nhưng mà quý vị ơi, bây giờ mùa Covid mà bây giờ chúng tôi không có ai đeo mask hết, là chúng tôi đã tất cả đều vaccine hết rồi.
tất cả mọi người ở đây đều đã được vaccine thưa quý vị. Và chị Nguyên có chị Quyên có rất là thích công việc này đúng không chị Quyên? Chị Quyên rất là nhiệt tình luôn. Quyên rất là vui đến được help Kimmy. Chị Quyên sáng giờ đến đây là cũng từ sớm, từ 6 giờ sáng không chị Quyên, là đi cũng từ 5 giờ. Quyên cũng đi với hai chị ngoài kia, hồi chị Trinh và chị Thái hồi sáng nay. Dạ. Chị em đi van carpool với nhau. Dạ. We're really happy to be here. Wow, thank you. Và chị Quyên rất là nhiệt tình. Chị nói Kimberly Hồng Nhung ơi, để mấy cái nĩa, mấy cái napkin này á, chiều nay chị về chị làm rồi. Tại vì Kimberly Hồng Nhung làm từng tháng, thành ra là không có thời giờ ngày hôm nay. Đó quý vị ơi, đó thành ra giờ cũng đang ngồi để mà gói từng cái nĩa đến cho người vô gia cư. Vì quý vị ơi biết không, mình của cho không bằng cách cho. Đó thành ra là mình cho người ta ăn, người ta tội nghiệp lắm, người ta đâu có muỗng nĩa gì ngoài đường đâu. Thành ra là chúng ta phải đưa nĩa cho những người vô gia cư ăn và cho họ nắp kim nữa, đúng không quý vị? Mình nên trân trọng họ. Đúng. Đó. Và đây. Dạ. Đúng rồi, không những ngon mà phải đẹp nữa. Và khi mình đưa mình còn phải cảm ơn họ nữa đó. Thành ra khi mà họ nhận được cái món quà của mình, họ sẽ rất là quý, rất là vui. Và đây Kimberly Hồng Nhung sẽ không có thực hiện được nếu không có cô em gái Debbie. Cô em gái mắc cỡ, cô em gái này đã đồng hành với Kimberly Hồng Nhung 10 năm qua rồi. Và kính thưa quý vị, tổ chức thiện nguyện Warm Heart Mission đã được thành lập 13 năm. Và năm này là năm thứ 14 từ năm 2009, đầu năm 2009 đến giờ thưa quý vị. Và chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều chương trình dành cho những người vô gia cư. Và hiện nay Kimberly Hồng Nhung làm hàng tháng đi tất cả các thành phố. Và Kimberly Hồng Nhung làm lớn nhất là làm cái buổi Thanksgiving dành cho 3-5 ngàn người vô gia cư. Và bây giờ mình tiến đến mình coi chị Trinh ơi, kể cho mọi người mình đang làm gì đó. Đang bắt đầu pack vô trong cái container, chuẩn bị lốt lên xe. Dạ. Và nãy giờ chị Trinh có đếm giùm Kimberly Hồng Nhung mình phát được bao nhiêu hộp chưa? Mình đang phát mình 30 hộp. Nếu mà chị đáng chị keep track giùm Kimberly Hồng Nhung để coi mình bỏ vô được bao nhiêu nha. Và kính thưa quý vị, đây là những phần quà ta mà Kimberly Hồng Nhung đã thực hiện từ rất là nhiều ngày trước. Đây, rất là nhiều phần quà thưa quý vị. Đây. Và trong những cái phần quà này thì có đầy đủ hết. Có cà ri, có nước của chợ Sông Hỷ, có sữa dừa của công ty Sơn Hinh, cà ri công ty Sơn Hinh, chip của bạn anh Ken Lively, có mask của công ty Airby World, có nước của chợ Sông Hỷ. Và chúng tôi rất là vui. Đây là co-founder của Warm Heart Mission. Hello Ken. Hey. Yeah, we are having an operation today in San Bernardino. We can't believe California. Actually, it was very poor area of California. It was like an hour and a half away on the east side of the 10 freeway. So I can't believe it. We were there 2 months ago and it was like a very, very desolate city. So we just say it's a good time to come back again. So we are doing it today. And thank you for all the volunteers. Thank you for all those that helped out. Thank you Tài Lũ. Thank you my brother. So let's walk upstairs. Quý vị thấy không, đây là chúng tôi đã chuẩn bị mền để giao cho những người vô gia cư, để tặng cho những người vô gia cư ngày hôm nay. Và đây mì gói, chúng tôi sẽ lát nữa sẽ bỏ thêm vào những cái bịch này. Kính thưa quý vị, những thùng mì gói này đã được quyên tặng từ chợ Sông Hỷ. Và chúng tôi cũng có được một ít mì gói từ cô Miss Asia USA, cô Erico đã quyên tặng nhiều mì gói. Và chúng tôi lát nữa sẽ bỏ những cái mì gói này vào những cái bịch quà. Quý vị biết không, những bịch quà này nó nặng quá, thành ra những cái thùng này bây giờ hôm nay Kimberly Hồng Nhung không có nhiều nhân lực để mà khiêng, thành ra là phải bỏ mấy cái bịch này ra ngoài. Rồi xong rồi bỏ cái thùng này lên xe, rồi sau đó mới từ từ bỏ mấy cái bịch này vô vì nó rất là nặng thưa quý vị. Đây, chị Trinh đang bỏ từng hộp mì vào thùng. Và quý vị thấy là chúng tôi có những cái thùng này là nó keep warm, nó giữ cho cái mì nó vẫn tốt, không có bị hư.
Kimberly Hồng Nhung mua rất là nhiều cái bịch này để mà chuẩn bị cho những buổi cơm chay, những buổi mì chay từ thiện như thế này. Yes. The food, the warm food. Very, very good, right? I was amazed. It smells so good. You show the noodles? Yes. Thầy ơi, anh Ken nói mì thơm quá thầy. Quý vị thấy không? Dạ, mì rất là thơm luôn. Look, yeah, look at how big the noodle is. Yeah. And this is the operation team. Yeah. And then, look how nice this is. Right, right. Ken, we're gonna do an English clip. I just do a Vietnamese, but I need you to do an English clip with me in okay, like 2 seconds. Turn this off. Yeah. Let I walk upstairs to see. Okay, so let's walk upstairs. There's a kính mời quý vị cùng bước lên ở đây. Kính thưa quý vị, ở trên này có một vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát. Trời ơi, vị Bồ Tát này sao đóng cửa rồi mắc cỡ. Kính thưa quý vị, ở đằng sau cánh cửa này có thêm một cái bếp nữa mà người chị của Kimberly Hồng Nhung mắc cỡ không có dám để cho mọi người xem. Kimberly không thể nào thực hiện được cái chương trình không có người chị thân thương này. Chị Phương đã rất là dễ thương, là luôn đồng hành với Warm Heart Mission và lúc nào cũng chuẩn bị từ rất là nhiều tuần để mà cho những cái buổi tổ chức phát nền, phát cơm chay, phát quà từ thiện này được thành công. Và hôm nay chị đến đây rất là sớm. Chị đã bào sẵn cà rốt ở nhà, chị phụ thầy luộc mì. Thì Kimberly mong là tuy là chị mắc cỡ không có dám hiện ra, nhưng mà Kimberly Hồng Nhung cảm ơn chị Phương rất rất là nhiều. Đã rất là im lặng, gọi là cái này là một vị Bồ Tát im lặng không có lộ mặt. Thì bây giờ Kimberly Hồng Nhung sẽ tường thuật tiếp cái buổi phát mền phát cơm chay từ thiện trong lát nữa nha. Xin kính chào quý vị.